Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn máy hút bụi cầm tay của AEG. Giờ mình sẽ thử cho AEG hút ba cái loại rác, một là rác nhẹ nhất nhưng mà khó hút, hai là những cái hạt gạo này đại diện cho có thể là bụi bẩn hoặc là những cái vật dụng bạn rơi, ba là cái loại rác là kim loại là khá nặng, như ở đây mình lấy ví dụ là 2 đồng tiền euro, đây là đồng 2 sen. Với cái loại rác nhẹ như thế thì AEG cầm tay đã hút một cách nhanh chóng và dễ dàng. Giờ mình sẽ thử đến với cái việc mà hút gạo. Ngoài ra bạn có thể kéo dài cái phần đầu của AEG để hút những cái khu vực nhỏ hơn. Như vậy là với cái loại rác hạt như thế thì các bạn nên kéo dài cái phía bên ngoài ra, nó sẽ giúp các bạn hút được dễ dàng hơn. Và bây giờ mình sẽ thử với cái rác nặng như là kim loại. Cũng rất là dễ dàng và nhanh chóng, 2 đồng kim loại đã được hút vào trong máy. Vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn là máy hút bụi cầm tay của AEG. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook chương trà hàng sách tay Đức. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.